Bà ơi, con xin chào ông bà cô chú đi con. Chào ông bà cô chú anh chị gái bạn. Con tên gì? Tên của bà Bảo. Đúng rồi, con tên Bảo Bảo. Bảo Bảo tên Trấn Duy. Rồi, hôm nay thì hai mẹ con Tú sẽ dẫn cả nhà đi vòng quanh khu vực chỗ nhà Tú, quay cho cả nhà xem ha mọi người. Đây con. Đây là xung quanh gần chỗ chung cư hiện tại tôi đang ở. Đúng rồi, cái xe. Hôm bữa tôi làm một cái video chia sẻ mà tôi mỗi khi ra vào chung cư đều phải có người Trung Quốc người ta quẹt cái chứng minh nhân dân mới mở được cái cửa cả nhà. Thì nhiều bạn có hỏi là không 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 biết là chỗ nào cũng như vậy hay là chỉ có riêng một khu chung cư của chỗ Tú là như vậy thôi. Thì đây tôi quay cho cả nhà ha. Ở Tân Cương á, người ta sẽ rào hết các cái khu chung cư á, chỗ nào cũng như nhau á cả nhà. Đây này, người ta sẽ rào hàng như thế này nè. Rồi họ sẽ có những cái cổng chính và những cái cổng phụ. Mình đi ra đi vô là phải quẹt chứng minh nhân dân. Chỗ nào cũng như nhau hết ha cả nhà. Đây là cái tiệm tạp hóa này. Còn bên kia là bên này là một cái bệnh viện. Bệnh viện thì họ cũng có cái cổng rào như vậy và phải quét chứng minh nhân dân mới vào được, mới ra vô được cả nhà. Nó sẽ có cái cổng như vậy. Và camera thì ở khắp nơi luôn ha. Camera chỗ nào cũng có camera hết cả nhà ơi. Đây. Đó. Ở chỗ Tú là xe cảnh sát với lại camera là đầy đường luôn. Bà Bảo ơi, đợi mẹ với, đợi mẹ với, đi từ từ thôi. Cũng như ở đây là một cái chung cư này cả nhà. Đây là nó sẽ có một cái cổng cổng chính ở bên này là để xe đi vào nè. Và cái cổng này thì nó chỉ mở khi nào mà nó có xe thôi. Đó, có xe thì nó sẽ mở cái cổng lên như vậy cho người ta đi ra đi vô ha. Chỉ có được phép xe đi thôi cả nhà. Chú đó là chú làm gác cổng á. Còn ở bên này là mình muốn đi vào mình phải quẹt chứng minh nhân dân đó cả nhà. Mình mới đi vô được. Mà chỉ có người Trung Quốc mới có chứng minh nhân dân thôi ha. Đó, mình phải quẹt cái mặt của mình như vậy. Đó, hai bên nó đều có chứng minh nhân dân, mình phải quẹt cái máy này mình mới đi ra đi vô được. Và ở trước này thì nó lắp rất là nhiều camera. Mọi người xem này, một lần là có mấy camera nó đứng là luôn nè. Đó, ở trên và dưới đều có camera. Không có dễ dàng để mình vào ra vào đâu, không có tùy tiện được đâu cả nhà. Mình phải là công dân của Trung Quốc, phải có chứng minh nhân dân thì mình mới được đi ra đi vào. Không có tùy tiện được cả nhà, cho nên là tôi ở đây 3 năm, hơn 3 năm rồi nhưng mà tôi chưa có chứng minh nhân dân của người Trung Quốc á, cho nên là tôi cũng không có ra vào được, mà mình chỉ có thể là nhờ người ta mở cổng cho mình hoặc là mình đi với chồng của mình thì chồng mình quẹt rồi mình đi vô luôn. Bà Bảo ở đây có trồng cà chua này bà Bảo. Cà chua đó. Con không thấy hả? Trái cà chua chín đó hả? Con không thấy hả? Đây không nè. Đây nè, cái trái cà chua nè. Ăn được không? Ăn được nhưng mà đây là của người ta trồng chứ không phải của mình. Ở đây họ có trồng ít rau ở nhà, rau cải, rau dền. Đúng rồi, ăn được nhưng mà đây này là của người ta trồng đó. Có ớt mà nè, đây là quả quả ớt này bà bảo, ớt này ớt xanh này cả nhà, còn nhỏ. Rồi còn cái đó là cái cà tím, đừng 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 hái nha con, bà bảo thích hái lắm, cứ đụng hái. Bên này là tạp hóa, ta bán hàng. Chỗ này có mấy chú đang ngồi nói chuyện không không mát đây cả nhà. Đây là cái tiệm rửa xe này rất là đông khách luôn.
chỗ này Tú hay dẫn Bảo Bảo đi ra chơi á. Đi ra chơi ở đây nó có chơi xích đu mà nha. Mỗi lần đi ngang qua đây là cái tiệm rửa xe lúc nào cũng không ngớt khách. Tại vì cái khu chung cư chỗ Tú á, cái khuôn viên nó nhỏ, họ không có đất nhiều á, cho nên là không có cái trò chơi gì hết. Thế là ngày nào mà Tú rảnh là Tú dẫn Bảo Bảo đi ra đây để Bảo Bảo chơi xích đu nè. À, con qua đây chơi đi, chơi với chị đi. Chơi với mẹ. Chơi với mẹ thôi hả? Bây giờ còn chị đang chơi, là đợi tí nữa chị chơi xong rồi Bảo Bảo chơi nha. Cái khuôn viên này, chung cư này nó rất là rộng luôn rồi nha. Cái cổng hồi nãy Tú đi vô là cái cổng chính nè. Rồi nó sẽ có thêm một cái cổng phụ là ở phía góc bên kia nữa. Con nói tiếng Việt với ông bà của chú nghe con. Con chơi gì đó? À, con chơi cây xích đu hả? Rồi ở giỏi quá ta. Bây giờ tiếp tục đi ra bên ngoài để quay cho cả nhà xem ha. Đây là người Duy Ngô Nhĩ nè cả nhà. Người Duy Ngô Nhĩ thì họ dùng tiếng nói của họ. Ở chỗ Tú đang ở thì người Duy Ngô Nhĩ là chiếm phần lớn. Sau đó là đến người Hán. Và cái ngôn ngữ của họ thì mình nghe mình không hiểu được. Còn đây là một cái khu để mà họ bán đồ ăn vặt vào buổi chiều này cả nhà. Đi quay một vòng cả nhà xem. Đây cũng là một cái tiệm của người Duy Ngô Nhĩ, họ bán bánh nán cả nhà. Bánh nán này rất phổ biến. Bà Bảo con ăn không? Con ăn hả? Ăn sô cô la hả? Đây là bánh nán của người Duy Ngô Nhĩ, họ dùng lò để nướng này cả nhà. Có mấy cái tiệm người ta bán tạp hóa. Ừ, ăn sô-cô-la để mẹ đi mua ha. Bên này là bán dưa hấu, một xe dưa hấu. Hôm nay đang vào mùa dưa hấu á cả nhà. Dưa hấu bây giờ rất là rẻ luôn. 2.000 một ký á. 2-3.000 một ký á, rẻ lắm. Mà nó ngọt lắm nha. Dưa hấu ở Đông Cương ngọt lắm luôn. Có mấy cái xe này là để buổi tối á, người ta bán đồ ăn vặt, đồ nướng, đồ chiên rồi cả nhà. Đó, ở Tân Cương là đi đâu cũng thấy bánh nán hết. Món này là món phổ biến ở đây nè. Đây cũng tiệm bánh nán rồi nè cả nhà. 7.000 một cái. Đây đang vào mùa dưa hấu cho nên là dưa rất là rẻ cả nhà. 3 tệ một ký. Đây là người con gái Duy Ngô Nhĩ cả nhà, nhìn rất là giống người Lai luôn ha. Bây giờ Tú sẽ vào một cái tiệm để Tú mua một ít rau. Tiệm tạp hóa cả nhà. Đây là một quán bán bánh bao vào buổi sáng. Buổi chiều thì họ bán thịt nướng. Người Duy Ngô Nhĩ ở đây, vóc dáng bên ngoài của họ, nếu mà mình nhìn mình không có nhận ra đó là người Trung Quốc đâu. Nhìn kiểu giống như là người Lai á, nhưng mà quốc tịch của họ là người Trung Quốc rồi nha. Đây mình sẽ vào tiệm tạp hóa bên này mình mua một ít rau ha. Tiệm này nhỏ nhưng mà bán nhiều đồ lắm. Đây, tất cả các loại rau đều ở đây đều có bán. Đây, tôi lấy một ít rau xà lách này nha. Bên này là họ cũng có bán
cả đồ tươi với đồ khô á cả nhà. Gia vị nó uống rồi họ bán đầy đủ hết luôn. Ở phía sau bên kia là họ để gia vị rồi đồ khô các kiểu, còn phía trước đây là họ bán rau, rau củ quả. Bên này có bán đồ. Mình lấy thêm một ít hành tây nữa. Hả? Mình mua một ít hành tây rồi bảo bảo. Ừ. Hả? Củ hành tây. Củ hành tây. Ừ. Ồ, củ hành tây bên bên này nó bự. Quá trời bự. Lấy củ nhỏ thôi con. Lấy củ nhỏ nhỏ thôi. Ừ, mua một ít thôi. Củ hành tây bên này to quá. Đúng à? Ừ. Rồi bà. Rồi bà bao nhiêu ra được rồi đó bà bảo. Không, củ của bà bảo bị hư rồi, con lấy bị hư rồi. Rồi đi tính tiền thôi. À. Đây là một gian hàng bán trái cây này cả nhà. Họ bắt đầu họ nhóm than rồi, chiều nay họ nướng, nướng thịt họ bán á. Đây, quầy đồ ăn vặt này cả nhà, chuẩn bị sẵn lên chiều họ nướng họ bán. Đây là vịt nè, vịt quay. Ừ. Chỗ này là bán dưa lưới. Dưa lưới là 2,5 tờ một ký này cả nhà. Dưa này ngọt lắm luôn á. Ở đây tú gọi là hoa 20 qua đó. Hả? Ồ, chỗ này là chỗ mà người ta để đồ mà kiểu là họ không dùng đến đấy cả nhà. Rồi nếu mà ai có nhu cầu thì mình đến mình lấy. Quần áo mà cũ họ không cần ở cả nhà. Có người nào muốn muốn mặc thì có thể lấy miễn phí. Chỗ tú thì nó sẽ cứ một đoạn là nó sẽ có một cái nhà vệ sinh công cộng rồi cả nhà. Lúc mình đi một đoạn thì có một nhà vệ sinh công cộng như thế này. Phía bên kia đường bây giờ đây là một cái trường học rồi cả nhà. Trường học thì họ cũng rào kín hết xung quanh luôn ha. Nãy giờ tôi đi dọc dọc cũng đi qua mấy cái khu chung cư rồi đó. Đây cũng là một cái chung cư nữa nè. Cũng tương tự là sẽ có một cái lối đi dành cho xe hơi đi. Rồi một cái lối như thế này để mà dành cho người đi bộ á. Họ vào thì muốn vào thì mình phải quẹt khuôn mặt của mình ha. Người ở đây thì họ rất là ngại nha, rất là ngại khi mà mình cầm điện thoại quay á. Họ thấy là họ sợ, không biết là họ sợ hay họ không giữ. Ở đây cứ ai thấy cầm điện thoại ra quay cái là họ bắt đầu họ hỏi mình là quay cái gì đó hay là làm cái gì đó, họ chủ là họ bị giật mình đó cả nhà. Với lại mình quay là mình quay ngẫu nhiên như vậy, mình đi trên đường ấy sẽ có người họ gặp họ sẽ phàn nàn, cho nên là tôi không phải là lúc nào mình cũng có thể quay được cả nhà.
Nhớ mà gặp người người ta khó tính, người ta kêu lại, người ta bảo mình xóa là mình cũng phải xóa đi á. Ở bên này là một cái trường tiểu học đó cả nhà. Trước trường tiểu học thì họ hay dán những cái bảng như này giới thiệu thành tích của học sinh này, xong rồi những giáo viên á họ cũng dán cái bảng họ để trước như thế này. Còn đây là một cái đường mương nước, nước này cũng chảy từ trên núi chảy xuống cả nhà. Mùa hè mới có nước này thì cả nhà biết để làm gì không? Thường mùa hè họ sẽ dùng nước này để họ rửa xe á. Đây là cái cổng chính của trường tiểu học. Camera rất là nhiều. Đó, bên này là trường tiểu học rồi nha. Hôm nay là ngày chủ nhật cho nên là học sinh không có đi học, học sinh nghỉ. Ở chỗ Tú thì cái xe công an này là rất là nhiều và bắt gặp thường xuyên ở ngoài đường luôn cả nhà. Đây là cái xe công an ha. Nó sẽ có cái đèn báo hiệu xanh đỏ ở trên mũi xe á. Đó, xe công an đậu rất là nhiều, họ sẽ đi tuần tra á. Chạy 24/24 luôn cả nhà. Và chỗ này cũng camera quá trời luôn. Nói chung là xe cảnh sát, xe công an, camera ở trên đường họ lắp đặt rất là nhiều. Hồi trước thì nói chung là vì nhiều lý do Văn Cương nó không có an toàn, cho nên là bây giờ nhà nước họ rất là quan tâm về trật tự, an ninh trật tự ở đây, cho nên là bây giờ họ nó ghét hơn trước rất là nhiều á cả nhà. Tú thấy như vậy cũng rất là tốt luôn, tại vì mình cảm thấy ở đây mình an tâm á. Nói chung là cái gì hồi trước thì bây giờ mình bỏ qua, mình không có nhắc đến đó cả nhà. Hiện tại thì tôi cảm thấy ở Tân Cương nó rất là an toàn luôn. Những cái khu chung cư lúc nào cũng sẽ có người gác cổng để họ mở cửa. Tương tự là ở phía bên này ha, những tòa chung cư này đều được rào lại như vậy ha cả nhà. Đó, rào hết luôn, bốn phía rào hết luôn. Có những khu chung cư lớn thì nó sẽ có vườn rộng, còn những khu chung cư mà nhỏ nhỏ thì mình không có chỗ để chơi. Này bán dưa hấu rồi nè. Mùa này là đặc sản là dưa hấu với lại dưa lưới. Trái trái rất là to nha. Ôi, dưa Tân Cương nó ngọt lắm rồi nha. Chị em Duy Ngô Nhĩ thân thiện, nhưng mà nói tiếng của người ta cho nên tôi cũng không có biết giao tiếp như thế nào. Ở trên trường á thì chị em sẽ được học hai thứ tiếng ha. Chị Duy Ngô Nhĩ nó cũng sẽ có cái tiếng riêng của nó. Đây cả nhà, ví dụ như những cái cửa hiệu thì ở trên cùng này bảng chỉ dẫn này kia nó cũng có chữ Duy Ngô Nhĩ cả nhà. Chữ Duy Ngô Nhĩ thì nó giống như chữ của Thái Lan vậy đó. Mấy đứa nhỏ dễ thương quá. Cũng kiểu tôi nói như thế này cho dễ hiểu á, là giống như là những người dân tộc thiểu số ở Việt Nam mình á, họ lên trường họ học tiếng tiếng Kinh đó cả nhà. Thì trẻ em Duy Ngô Nhĩ là ngoài việc học tiếng Duy Ngô Nhĩ thì sẽ học tiếng Hán, học cả hai thứ tiếng luôn. Còn chị em người Hán thì chỉ có học tiếng Hán thôi. Cho nên là chồng Tú cũng không có biết tiếng Duy Ngô Nhĩ. Đây, người Duy Ngô Nhĩ rất là nhiều luôn, đi đâu cũng gặp người Duy Ngô Nhĩ hết. Cái tiếng của họ này cả nhà, Tú sẽ quay gần lại. Những cái cửa tiệm á, họ thường sẽ có hai thứ tiếng. Ở tiếng ở trên á, dòng chữ ở trên là tiếng Duy Ngô Nhĩ cả nhà. Rồi dòng chữ ở giữa nó là tiếng Trung Quốc phổ thông. Bảng hiệu nào cũng vậy hết á. Cái bảng ghi tên đường này, họ cũng ghi cả hai ngôn ngữ, là ở trên là ghi tiếng Duy Ngô Nhĩ nè, ở giữa là họ ghi tiếng Trung Quốc,
tiếng phổ thông và hàng dưới cùng là họ ghi bằng tiếng Anh cả nhà. Và những cái giấy tờ này kia như là giấy khám bệnh này, giấy kết hôn, rồi sổ sách học sinh đi chích thuốc đồ á, họ đều ghi cả hai ngôn ngữ là tiếng Duyên Ngô Nhĩ và tiếng Hán cả nhà. Nay bắt đầu vào mùa đào nữa, mùa đào. Đây là những chú người Duyên Ngô Nhĩ. Cái chú mà đội màu trắng này là chú là người theo đạo Hồi này cả nhà. Chú này chú bán móc khóa. Người theo đạo Hồi thì họ sẽ đội cái mũ trắng lên như đầu như vậy để mà mình phân biệt được á. Người đạo Hồi thì họ chỉ ăn thịt bò, thịt cừu, họ không có ăn thịt heo ha. Người đạo Hồi thì họ nấu ăn rất là ngon. Người Duyên Ngô Nhĩ là chiếm phần lớn dân số ở chỗ này, cho nên là khi mà Tú ra ngoài đường Tú gặp người Duyên Ngô Nhĩ rất là nhiều. Đa số là người Duyên Ngô Nhĩ là nha. Giờ này cũng là chuẩn bị là vào giờ cao điểm vào buổi chiều á. Bây giờ đang là 6 giờ cả nhà. Cho nên là ngoài đường á, người đi mua sắm rồi đi chơi này kia rất là đông luôn. Mùa hè thì chỗ Tú là sẽ khoảng 10 giờ rưỡi đến 11 giờ tối mặt trời mới lặn ha. Bây giờ đang là 6 giờ trời vẫn còn rất là sáng luôn. Đi một đoạn này mình gặp tới cái này là trung tâm thương mại, siêu thị cả nhà. Nó cũng sẽ có những cái cổng như vậy. Nhưng mà siêu thị mình vào thì mình không cần phải quẹt, mình không cần phải quẹt mặt cả nhà ơi. Siêu thị thì thoải mái ra vô à. Rồi Tú mua rau rồi ở bên tiệm tạp hóa cho nên mình cũng không có ghé siêu thị ha. Nhà Tú thì lâu lâu đi siêu thị một lần, một tuần đi một lần mua những cái đồ như là thịt hay là đồ cá rồi cả nhà. Chứ cũng ít khi đi siêu thị lắm, tại vì đồ trong siêu thị nó sẽ đắt hơn đồ bên ngoài, nhưng mà nó chất lượng, an toàn. Hả? À? Trời ơi, bà Bảo gà không về nhà kìa con bà cô chú ơi. Đi đi lại đây chơi, mẹ chưa về mà bà Bảo còn đồ dắt đi chơi nữa. Tú nói là mình về nhà cái bà Bảo nói không, không về nhà đâu. Sao? Không về nhà, bây giờ đi chơi đâu, kéo cái khẩu trang lên dưới mũi con. Chia cái mũi lại. Rồi, không về nhà với làm gì nữa, không về nhà. Cũng sẽ có những người họ đi nhặt rác á cả nhà. Nhặt chai lọ để mà họ bán ve chai á. Những người già á. Người già ở đây họ rất là ý thức ha. Họ dù tuy già nhưng mà họ cũng không có phụ thuộc vào con cháu đâu. Họ làm được cái gì là họ làm. Đây là một cái quán nhậu nè. Đây là một cái quán ăn. Quán ăn này, quán ăn họ cũng để người đỡ chữ của người Duyên Ngô Nhĩ cả nhà. Ở đây có bán kem á cả nhà. Tú mua một cây kem cho bà Bảo. Xem. Yeah.
anh làm rớt kia mà. Rồi bà bảo con cầm đi. Nãy gì ná? Ná bà bảo. Rồi xin xin. Mua cho bà bảo cái kem này. Mùa hè là bà bảo thích ăn kem lắm. Ngon không bà bảo? Dạ ngon chứ. Con cảm ơn mẹ chưa? Vị gì đó? Kem vị gì? Kem vị gì đó? Dâu. Vị dâu hả? Một cây kem như vậy là 3 tờ cả nhà. Là khoảng 10.000 á. Ăn từ từ con nha. Rồi đi, đi về bảo bảo. Đi, đi về. Ngoài bán kem là còn bán nước đậu nành rồi bán sữa, trà sữa cả nhà. Bây giờ mình về nhà ha bảo bảo. Để con xin chào tạm biệt ông bà cô chú đi rồi mình về nhà. Hả? Rồi ông bà nữa. Ông bà. Anh chị. Anh chị. Các bạn. Các bạn. Vậy thì video ngày hôm nay của Tú cũng xin dừng ở đây ha cả nhà. Hôm nay thì mình dẫn cả nhà đi dạo xung quanh cái khu vực chung cư của Tú ở á. Thì bây giờ cũng xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp cả nhà trong những video tiếp theo. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Tạm biệt.